Ronaldo cứu rỗi MU ghi bàn và kiến tạo thần sầu công phá hàng loạt cột bốc Cristiano Ronaldo một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng đậm nét và những thời khắc gian khó trong màu áo MU sau những màn thể hiện thất vọng trước Leicester và Liverpool Ronaldo vẫn có tên trong đội hình xuất phát MU trong trận đấu định đoạt tương lai huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer gặp Tottenham trên sân khách tuy nhiên trận này CR7 đã cặp với Edinson Cavani khi quỷ đỏ được chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2 với Bruno Fernandes hỗ trợ cho cặp đôi tiền đạo lão làng. Siêu sao Bồ Đào Nha di chuyển rộng, chịu khó lùi về giữa sân tranh chấp bóng cùng các đồng đội và cho thấy quyết tâm trong từng pha bóng. Dù chỉ chơi 70 phút ở trận này nhưng CR7 đã để lại ấn tượng vô cùng đậm nét với một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Phút 36, Ronaldo có pha băng xuống phá bẫy việt vị tinh quái, đón đường thả bóng đầy cảm giác của Bruno Fernandes và tung cú đá nối chéo góc cực kỳ điệu nghệ, mở tỷ số trận đấu. Nhiều ký giả bóng đá hàng đầu đều liên tưởng pha lập công này của CR7 với bàn thắng nổi tiếng của huyền thoại Marco Van Basten tại chung kết Euro 1988. Đến phút 64, Fernandes cướp được bóng ở giữa sân rồi truyền cho Ronaldo. CR7 xử lý bóng bằng gót điệu đà rồi tung cú chọc khe sắc lẹm để Cavani băng xuống dứt điểm tinh tế hạ gục Hugo Lloris. Trong hiệp 2, Ronaldo còn có một tình huống làm rung lưới Tottenham nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong 70 phút có mặt trên sân, Ronaldo có 37 lần chạm bóng tung ra hai cú sút, một chúng đích tạo nên bàn thắng, 23 đường truyền với tỷ lệ chính xác 82%, hai đường truyền quyết định và năm lần thắng đấu tay đôi. Bàn thắng ghi được ở trận này đào sâu thêm mối thâm thù giữa CR7 và Tottenham. Đây là pha lập công thứ 11 của Ronaldo vào lưới Spurs trên tất cả các đấu trường, nhiều nhất trong số các đội bóng Anh mà cầu thủ này từng chạm trán. Ngoài ra, cựu tiền đạo Juventus có 3 trận đối đầu Spurs vừa ghi bàn vừa kiến tạo, trong tổng số 12 lần Anh làm được điều này tại ngoại hạng Anh. Thêm nữa, ở tuổi 36 đến 267 ngày, Ronaldo còn là cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu ở ngoại hạng Anh sau trường hợp của Didier Drogba hồi năm 2014. Chân sút người bờ biển Nga lập thành tích này cũng trong một trận đấu với Tottenham và cũng ở tuổi 36 đến 267 ngày. Chưa dừng lại ở đó, pha kết hợp ghi bàn giữa Ronaldo và Cavani, bộ đôi tiền đạo có tổng số tuổi lên tới 70, ở trận gặp Tottenham còn tạo ra một dấu ấn khác. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2010, MU mới có một bàn thắng ở ngoại hạng Anh được tạo ra bởi hai cầu thủ trên 34 tuổi sau màn xong kiếm hợp bích của Paul Scholes và Ryan Giggs ở trận đấu với Newcastle.